tiếp tục. Đây là cái ổ của mình. Xong một thời gian chăm bón các bạn thấy không? À, trái nè, các bạn thấy không? Trái nè. Trái nè. Trái nè. Trái nè. Đây, trái nữa nè. Rồi, đây là nụ nữa các bạn thấy không? Nè, mấy cái nụ mới đậu trái nè. Đây nè. Nụ đậu trái nè. Trái nè. Trái nè. Trái nè. Nè, nụ mới đậu trái nè. Trái nè. Trái nè. Trái nè. Trái trái to nè. Trái to. Nè, quay dưới đây cho các bạn coi. Trái nó lủng lẳng. Đẹp lắm. Trái. Trái. Ôi trời, trái. Trái. Trái đó. Thấy không? Thì cũng như những video trước mình đã giới thiệu, khi mà các bạn trồng những cây ăn trái mình cần và bổ sung những cái phân hóa học, thay vì mình dùng những phân hóa học mình mua ngoài bên ngoài cửa hàng, thì mình có thể tìm những cái nguồn phân từ chính cái những cái món ăn của các bạn. Như là giả sử là mình uống sữa đậu nành, các bạn giữ lại những cái bã đậu nành, và những cái bã đậu nành đó các bạn có thể bón cho cây. Thì trong bã đậu nành chứa ba cái nguyên tố mà chứa ba cái nguyên tố là cần thiết, N, V, K. N, V, K là phân bón rất là cần thiết giúp cho cây phát triển và ra hoa kết quả. Đó, các bạn thấy không? Nụ. Nụ mà trái này. Nụ nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi kèm theo là các bạn cần bón thêm vỏ chuối ha, vỏ chuối đi. Cái đó là khi các bạn ăn, tại vì các bạn bỏ vỏ thì các bạn có thể dùng vỏ chuối các bạn bón cho cây. Đây là một nguồn kali rất là dồi dào giúp cho cây ra bông, ra hoa, kết trái. Mình chấm lại coi. Còn đây trái này. Đây là bông này. À. Thôi mình dừng video clip cây ổi của mình ở đây. Các bạn nào có trồng cây ổi mà cũng có cách chăm sóc theo như video mình đã giới thiệu, mình đã chia sẻ với mình ha. Nếu các bạn có những cái cách nào hay hơn, hoặc là theo cách của mình, xin chúc các bạn thành công trong việc chăm sóc cây ổi. Xin chào các bạn.